Phương Linh, năm nay được 4 tuổi. Năm nay được đưa nó cho ốc xế nè, nhưng mà được một ý quá. Đây được ý mà. Được đỡ hết một ý rồi. Ơ, nhưng mà được một ý đĩa nè. Mình nấu ăn đi chứ. Mình nấu ăn đây. Giờ đang nấu ăn ăn cháo này. Đấy, con xem ở trong cái thùng đây, mấy cái bát đây. Đấy. Nữ sinh à, đồng bếp đồng mũ chứ. Nóng quá. Nóng quá. Đây nóng quá. Xin chào cả các bạn. Đây là mi đồng đội mũ Pikachu. Đồng phải đi chơi đây nha. Lên đều. Mát quá. Nóng thì bỏ ra. Bật cho bài hát nè. Sau này tiết mục của ca sĩ Phương Linh Min. Không. Không à? Đầu bếp. À đầu bếp à? Tắt rồi.